chứ không phải là hàng cái mít dạ. À, mẹ xin ạ. À, con lấy cho mẹ đi. Con lấy bắp mua cho mẹ đi. Lấy cho mẹ nào. Mẹ xin ạ. À, con cho đứng lên đi. Nhâm một bé rất là luôn. À, mẹ cảm ơn con đi lấy cho mẹ đi. Bỏ quả bắp mua này xuống. Bỏ ba lấy cho mẹ nha. Tay bên kia. Cố mà cầm mà cầm xuống dưới đi ra đi ba cái bụi bố cho con để vào đây. À, cái xi ngon. À, để cho mẹ cơ, không để xuống đây đâu. Đâu mình không còn đâu. Mẹ tiền mẹ bắt vô kìa. Đấy, con nhạt hết vào cho bà. Đấy. Nhạt vào đi. À, vui đi á. Xem ai nhanh hơn. Xem ai nhanh hơn. Nhanh hơn. Nhanh. Đâu màu nhỉ? Màu.
Đấy. Có lấy vào trong ấy chứ. Ừ. Đói quá, khát nước quá. Cái này tôi đang miết đâu. Bây giờ phát củ. Nào miên lấy hoa này, hoa mệt rồi. Nào con hổ mềm. Đi ra kia ăn bắp. Yeah.
Chá mình nghe tao áo mưa mà. Cần ghế đâu mà tôi xài ghế mít. Đi ăn uống phải mắt xanh xanh mới về phúc đường đấy. Thằng là trẻ mà cắt miệng đấy. Ừ. Có lẽ. Đấy là cái tròn nó có thể. Nó mất tròn mà. Mà bị hâm nằm khôn nhất là dưa lê vậy nó không nằm khôn nữa. Đấy
đây má. Ba. Bán người ta lấy gì?